Natalie mua độc quyền thêm hai hit của Cao Thái Sơn do Khắc Việt sáng tác. Natalie đúng là mũi tên bạc ở showbiz Việt khi mỗi lần làm chuyện gì cũng khiến mạng xã hội rối ren rộn ràng. Mới đây, Natalie đã tuyên bố mua hai ca khúc Yêu Thương Quay Về và Bình Yên Nhé do nhạc sĩ Khắc Việt sáng tác. Điều đáng nói là những ca khúc này từng được Cao Thái Sơn thể hiện. Trước đó, quản lý của Khắc Việt cũng đã đăng đàn tâm sự chuyện bán ca khúc độc quyền cho Natalie. Trong tin nhắn với quản lý Khắc Việt, Natalie nghiêm túc hỏi giá để anh nhanh chóng chốt đơn. Vậy là qua quá trình trao đổi, Khắc Việt đã quyết định bán hai ca khúc cho Natalie sở hữu độc quyền. Khi thông tin Natalie mua ca khúc của Khắc Việt được tiết lộ, khán giả liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên. Natalie chứng tỏ rằng anh rất nghiêm túc với việc mua bản quyền ca khúc và sẵn sàng bỏ tiền ra để sở hữu những tác phẩm âm nhạc có sức phổ biến rộng rãi. Trước đó, Natalie cũng công bố chuyện mua độc quyền 4 ca khúc do Nguyễn Văn Trung sáng tác, gồm Con Đường Mưa, Cầu Vồng Sau Mưa, Pha Lê Tím, Tình Yêu Trở Lại. Trong thời gian Natalie sở hữu những ca khúc này, Cao Thái Sơn không được quyền hát. Dù ra đời đã nhiều năm, nhưng Con Đường Mưa và Cầu Vồng Sau Mưa vẫn rất được khán giả yêu thích. Khi tham gia các show diễn trong nước lẫn quốc tế, Cao Thái Sơn vẫn hát lại bài này. Tuy nhiên bây giờ, Natalie mua độc quyền bản hit Con Đường Mưa, Cầu Vồng Sau Mưa, nghĩa là Cao Thái Sơn nếu muốn hát, phải xin phép Natalie. Mất 4 ca khúc từng làm nên tên tuổi, vậy Cao Thái Sơn còn có những ca khúc nào? Cao Thái Sơn công khai thông tin trên Wikipedia rằng anh đã phát hành tổng cộng 39 MV. Trừ đi 4 MV có ca khúc với Natalie mua độc quyền, trừ 2 MV hát chung với nhóm nghệ sĩ, thì Cao Thái Sơn còn 33 MV, tương đương với 33 ca khúc. Vậy liệu Natalie có định mua nốt cả 33 ca khúc đó nữa không? Mâu thuẫn giữa Cao Thái Sơn với Natalie bắt đầu từ việc Cao Thái Sơn đứng ra bên cạnh Ngọc Trinh giữa lùm xùm liên quan đến Natalie. Sau đó Natalie và Cao Thái Sơn khẩu chiến ầm ĩ trên mạng xã hội. Đến nay Cao Thái Sơn đã giữ im lặng, không có thêm bất cứ động thái đáp trả nào dành cho Natalie. Tuy nhiên, những bài đăng công kích Natalie hay bênh vực Ngọc Trinh trên trang cá nhân của Cao Thái Sơn đều đã xóa hết. Tải app kênh 14.vn ngay hôm nay.